Chúng ta sẽ xem thử cái một cái bài mẫu như thế này. Cái này nó cũng ứng dụng một cái kỹ thuật mà ẩn giấu một phần hình ảnh đúng không? Bài gốc này, cô gái này, lá này, hình sản phẩm mỹ phẩm này, và sau đó thì chúng ta ghép thành cái này. Thế bây giờ chúng ta sẽ trước hết là tạo ra một cái bảng mẫu cho nó đúng kích thước đã đúng không? Cái lệnh này chúng ta đã quen thuộc lắm rồi, email duplicate, và chúng ta sẽ có một cái bảng mẫu. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành là tô màu trắng vào. Ở đây màu hậu cảnh của chúng ta đang là màu trắng rồi, cho nên là chúng ta nhấn Ctrl Delete, chúng ta tô trắng luôn. Vậy là chúng ta sẽ có một cái nền trắng giống như là cái kích thước của bài mẫu. Bây giờ lần lượt sẽ có một số thứ mà chúng ta phải đưa vào đây. Trước hết là xem lại cái bài mẫu này, chúng ta sẽ cần phải lọc, chúng ta cắt lấy cái phần mặt của con này thôi. Đó. Thế thì có thể có hai cách. Một là các bạn cắt thực sự dùng pen hay là dùng bất cứ một công cụ nào để các bạn có thể lấy được, đúng không? Hoặc không thì các bạn đưa thẳng chính cái này vào, sau đó các bạn lại dùng cái kỹ thuật mà mặt nạ, các bạn che những phần mà không cần đi, chỉ để lại các bạn này thôi, đúng không? Thế bây giờ tôi cho là lấy cái thằng này sang đi nhá. Final này. Final copy này. Đó, bây giờ tôi lấy này, kéo sang. Vậy là cái cô này được đặt vào vị trí cần thiết, đúng không? Đến đây thì tôi sẽ tiến hành là giấu cô đi. Giấu cô đi bằng cách như thế nào? Bằng cách là tạo ra mặt nạ, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng bút và chọn màu tiền cảnh là màu đen. Tôi sẽ tô màu đen vào trong cái mặt nạ này. Tô đến đâu thì nó sẽ giấu gì đây nhỉ? Nó sẽ giấu đến đấy. Tất nhiên là nếu mà làm kỹ thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh những cái tham số này cho nó hợp lý. Thứ nhất là những cái độ cứng này chúng ta giảm bớt đi để nó đừng có ăn sâu vào quá. Ví dụ thế này. Hoặc không thì các bạn cần thiết thì các bạn sẽ dùng vùng chọn. Sau đó thì các bạn tô các bạn tạo mặt nạ theo vùng chọn thôi. Thì nó sẽ giấu những cái phần mà không cần thiết đi. Đây, chúng ta cứ làm theo hướng thôi nhá. Chúng ta đang giải thích về cái kỹ thuật. Ví dụ đến đây. Tôi giấu được cái mặt đấy rồi. Đấy, các bạn làm thì các bạn làm cẩn thận kỹ hơn một tí cho tôi. Thế thì so với bài mẫu chúng ta đã được cái gì rồi nhỉ? Đây, được cái mặt rồi đúng không? Được cái mặt rồi thì bây giờ có vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải điều chỉnh làm sao cho nó ra được cái tông màu như thế này. Để điều chỉnh tông màu thì đây, chúng ta sẽ vào menu email. Trong menu email này các bạn vào adjustment. Trong adjustment các bạn vào hue saturation cho tôi. Lệnh này là một trong các lệnh mà điều chỉnh về tông màu. Các bạn sẽ kéo một trong ba con trượt này. Con trượt đầu tiên nó là con trượt để chỉnh tông màu. Khi kéo con trượt này thì nó sẽ làm cho tông màu ở trên bức ảnh nó thay đổi. Saturation là làm cho màu nó sẽ rực lên hay là như thế nào đó. Thế còn lightness là tăng sáng hay là giảm sáng. Đấy. Hoặc các bạn có thể đánh dấu vào colorize. Colorize thì nó sẽ cho thành một màu thuần nhất. Đây, ví dụ trong trường hợp này tôi có thể điều chỉnh ví dụ thế này nhá. Vậy là tôi điều chỉnh được cái mặt này nó sang cái tông xanh. Tất nhiên nếu mà muốn làm cho nó đúng cái bài mẫu thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh, chúng ta so sánh hàm ở hai cửa sổ song song đó để chúng ta xem. Đấy, đại loại là như thế. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được xong cái điều đầu tiên là cái chỉnh tông. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó là cái mắt này chẳng hạn. Đấy, rồi cái môi đúng không? Cái mắt và cái môi này thì chúng ta sẽ giải quyết bằng hai vấn đề. Cái môi thì đơn giản rồi, tôi có thể lấy chính luôn cái bút này, muốn môi màu gì thì tôi sẽ chọn cái màu đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi cái chế độ này đi. Các bạn có thể chọn color, có thể chọn một cái màu nào đó để làm sao tô vào vẫn nhìn thấy được cái nét
cũ của cái môn đúng không? Ví dụ thử color đi. Và bây giờ tôi chọn một cái size là nó nhỏ một tí để chúng ta có thể tô được không ạ? Đấy, làm cho kỹ càng. Ví dụ như thế này là tôi làm được cái môn đúng không? Tiếp nữa là về cái mắt. Cái mắt thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái phần mà nó lóe sáng lên. Lóe sáng này thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ bút này. Đặc biệt chúng ta phải tìm được cái đầu bút. Thì tôi có thể là tải một cái thư viện bút khác đi. Đây các bạn sổ danh sách này ra và các bạn chọn cho tôi cái thư viện đầu tiên, Abstractus Brush. Thì sau khi mà chúng ta chọn nó đó, thì các bạn sẽ tìm thấy những cái bút dạng như thế này. Đấy. Và với cái bút dạng như thế này thì các bạn có thể là tạo ra được những cái nét bút trông nó lóe sáng. Và ở đây thì tôi sẽ trả nó về normal đi, tô hẳn hoi màu này. Muốn cho nó lóe như thế nào thì các bạn có thể là bấm vào đây một lần hai lần gì đấy để cho nó rực lên, ví dụ như thế. Thế còn tiếp nữa thì chúng ta cũng có thể là làm thêm một số cái như thế này, chẳng hạn như là quầng sáng. Quầng sáng thì nó liên quan đến cái đầu này thôi. Thì chúng ta vẫn làm việc với cái đầu này thôi. Layer style, outer glow. Nhưng mà outer glow mà màu sáng lại vào đây thì vẫn còn hơi khó nhìn đúng không? Vậy thì chúng ta phải xem thêm một số thứ, ví dụ như là nền này, nền xanh nhé. Tôi lấy mẫu một nền xanh đã và tôi tô cho cái nền này. Đó, đây tô and delete là tôi sẽ tô được cái nền xanh này. Sau đó thì tôi mới xử lý bằng cái này. Layer style, outer glow. Và bây giờ chúng ta mới quan sát là cái outer này của chúng ta sẽ làm là như thế nào. Đấy, muốn nó rộng hay nó hẹp thì chúng ta sẽ xử lý. Nhưng nếu cái tốt nhất là bây giờ không xài màn ảnh nữa nhá, xử lý hẳn đi, delete đi, tôi dùng cái hẳn cái này cắt luôn đi. Ví dụ đây, sau khi mà chúng ta có được rồi, Ctrl Enter biến đổi vùng chọn này, Ctrl Shift Y này đảo ngược vùng chọn này, xóa đâu đi. Đấy, ví dụ đến đây thì tôi đã cắt được. Bây giờ tôi mới làm cái layer style chọn là outer glow. Đấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh này. Đấy, size cho nó lớn bé đến đâu thì là do chúng ta xử lý đúng không? Các bạn sẽ điều chỉnh làm sao cho đến lúc mà nó tạo ra được cái quầng sáng tương đối phù hợp với lại cái bài. Tiếp nữa thì chúng ta quan sát với cái bài mẫu này thì chúng ta có cái gì nhỉ? Hình hộp này đó. Vậy thì tôi sẽ lấy cái hình ảnh này, đảo ngược này, Ctrl Shift Y này, copy này, ví dụ này, và tôi đưa nó vào bên này, đưa vào phần cần thiết
Thằng này thì chỉ đơn giản là sẽ làm sao đây, tạo ra quần sáng quanh nó, layer style outer glow. Nhiều ít do chúng ta đó. Đấy, cho nó quầng sáng nhiều và ít thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái space này để cho nó quầng lên nhiều và ít. Tiếp tục nữa chúng ta còn có cái gì nhỉ, chữ avon đúng không, chữ avon cái này có vẻ là sẽ phải bé lại một tí. Chữ avon thì chúng ta đưa vào đây nào. Còn ví dụ tôi cần một cái chữ, nếu cần thiết thì tôi sẽ làm cho nó dày lên một tí, chọn chất black đi. Thế ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác để cong cái dòng chữ, thì chúng ta làm như thế này. Các bạn để ý một tí nha, mặc dù là text tôi chưa giảng kỹ lắm, tôi mới chỉ dạy các bạn là nhập chữ vào thôi, nhưng mà để thực hiện muốn cong một cái này tương đối là đơn giản thế này. Đây arc này đấy. các bạn sẽ có cái cách thức để mà các bạn muốn cong cái dòng chữ như thế này đấy. Vấn đề là cong nhiều hay cong ít thì nó do cái trượt của chúng ta thôi, cong lên trên hay cong dưới đấy. Ví dụ này nhé. Thế thì sau khi mà chúng ta làm xong cái này, đặt vào cái vị trí mà chúng ta cần, và chúng ta sẽ đưa tiếp cái gì đây nhỉ, Ctrl A, Ctrl C, chúng ta lấy cái lá chúng ta dán vào đây, Ctrl V dán lên đúng không. Khi mà nó nằm lên trên rồi thì việc của chúng ta là gì đây, nhấn Alt và chúng ta bắt cái lá này bọc vào cái chữ đúng không. Trong bài mẫu của chúng ta thì nó có thêm một chút là cái chữ này nó nhỏ thôi, thì chúng ta sẽ co nó lại là một. Cái thứ hai nữa là nó có độ dày, thì chúng ta dán cho nó một cái layer style dạng bevel emboss. Đấy, thứ nhất chữ tôi có thể cho nó bé lại. Nếu thế thì chúng ta phải xử lý cái này trước một tí nhé, tạm thời tách vào cái này ra. Chọn chữ này, chọn cái này này, và chúng ta cho nó nhỏ lại đấy, để cho nó cong vừa phải thế này. Bây giờ tôi mới dán cái layer style bevel emboss để cho nó dày lên, sau đó thì tôi mới tiến hành bọc cái lá này xuống đó. Như vậy là nó sẽ vào đây. Bản thân chính cái chữ này mình cũng sẽ dán một cái layer style outer glow. Đấy, outer glow nhiều hay ít, đậm hay nhạt là do chúng ta điều chỉnh những cái giá trị này để cho nó opacity nó mạnh lên, rồi những cái spritz và cái size này nó lớn hay bé vân vân, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó sát với cái bài mẫu. Đấy, thế thì thực ra thì về cơ bản ở đây thì nó sẽ có một số cái mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là cách lọng này, cách sử dụng bút để tạo ra cái hiệu ứng mắt lóe này, cách sử dụng bút tô để mà chúng ta có thể là tô màu và thay màu cho được cái phần mà chúng ta cần, cách chỉnh tông để cho cái ảnh nó chuyển sang một cái màu khác, cách nhập chữ, cách uốn cong chữ. Và ở trong này thì có dính dáng tới một phần kỹ thuật hôm nay chúng ta đã nói, đó là bọc một layer và một layer khác đúng không, đó là chính là bọc cái hình cái lá này vào trên cái dòng chữ này. Đấy, và quay trở lại thì nó dính dáng rất nhiều tới cái kỹ thuật mà gọi là tạo cái quần sáng. Còn nếu mà xem kỹ ở đây nữa thì các bạn sẽ thấy nó có một cái gì đó cũng hơi hơi giống như cái gì nhỉ, có nhớ cái bài mà watch hôm trước không? Đúng rồi, đấy, chúng ta làm thì nó sẽ có một cái phần quần sáng như thế này nữa. Vẽ đây, chúng ta sẽ vẽ một cái vùng tròn này làm sao cho nó lớn tương tự như thế này. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ phải dán một cái vùng chọn có modify feather
nó lớn lớn lên một tí. Và sau khi có cái này, tôi và các bạn có thể là tô vào một cái layer trống đi. Chọn màu gì, muốn cho nó có quầng sáng như màu nào thì chúng ta xem. Ví dụ ở đây là màu xanh này, thì tôi có thể tô màu xanh. Đó, ví dụ này, à, delete. Đấy, thế thì nó sẽ xanh, xanh, xanh quầng lên như thế này. Đấy, các bạn muốn điều chỉnh cho cái này nó trong đục như thế nào thì các bạn cũng có thể là điều tiết thêm cái này một tí để có thể là nó lần nó dính vào với nhau như thế nào, đấy, mạnh hay nhẹ như thế nào. Thế thì cái bài này thì cũng không phải là cái bài phức tạp lắm, nhưng mà nó sẽ dính dáng đến nhiều các cái thao tác khác nhau với mỗi thứ một tí. Hoặc là quay trở lại cái này, đây ví dụ bài này tôi khoan nói đến cái đoạn mà sắp xếp nhé, chúng ta chỉ nói đến cái kỹ thuật mà xử lý cái phần thay thế cái chai này bằng cái chai Coca chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ xem lại cái cách thức, ví dụ như là tôi chọn chai Coca này đó, Control click vào đây, do nền trong thì chúng ta sẽ chọn được cái phần chai này, copy, sau đó thì chúng ta đưa sang đây, Control V dán vào đây, được chưa? Vậy thì tôi sẽ có một cái layer chứa cái chai mà nó lại nằm ở phía trên thế này. Sau đó thì tôi sẽ nhấn Ctrl T. Thứ nhất là tôi thu lại cho kích thước của nó tương tự như là cái trái mẫu này. Sau đó tôi có thể nhắc nó lên đây và tôi quay nó để làm sao cho nó tương tự như là cái góc độ mà cậu bé này cậu sẽ uống. Được chưa? Đến đây thì chúng ta làm những cái gì nữa? Này, xem bài mẫu. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào để mà cái chai này nó hiển thị được? Vậy thì tạm thời tôi tắt cái layer này đi đã, giấu nó đi. Và bây giờ tôi sẽ phải dùng một trong các công cụ nào đó tạo ra được vùng chọn, và chúng ta sẽ tạo vùng chọn để chúng ta xử lý. Đó. Bây giờ tôi vẽ vùng chọn này. Tại vì cái hình này là cái hình tương đối phức tạp, là cái hình ngón tay, cho nên là tốt nhất là trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng pen đi để làm sao cho nó bám sát được vào cái hình dáng mà chúng ta cần. Là đến đây thôi. Ví dụ như này, thế bây giờ tôi có một cái vùng chọn như thế này, đó, vẽ ông pen. Bây giờ tôi sẽ xử lý như thế này. Chẳng hạn, đưa cái chai này lên đây, đó. Bây giờ nếu như tôi Control Enter, tôi sẽ biến đổi cái vùng chọn này thành ra cái đường pen này. Đường phát này thành ra một vùng chọn, và với cái gì đây nhỉ, với cái vùng chọn như thế này, nếu như mà bây giờ tôi tạo một cái mặt nạ thì sẽ dẫn tới cái điều gì? Vùng chọn có rồi mà tạo mặt nạ thì sao? Thì nó sẽ chỉ cho hiển thị cái gì nằm trong vùng chọn thôi, đúng không? Thế vùng chọn này đã được chưa? Chúng ta phải đảo ngược lại, Ctrl Shift Y đảo ngược lại. Đây. Và bây giờ tôi mới tạo vùng chọn này. Đấy. Các bạn có thấy không ạ? Khi màu đen được tô vào trong cái phần mà liên quan tới hình bàn tay này thì cái chai này nó sẽ bị giấu đi ở đúng cái phần mà tô đen đấy, còn lại các phần khác thì vẫn hiển thị bình thường. Đúng không? Tương tự như vậy ở cái phần mồm này nữa, mình cũng sẽ phải xử lý thêm một chút cái phần gì đây nhỉ, cái
cái phần vùng trọn liên quan tới cái mồm để làm sao cho cái nắp chai nó chui vào trong chứ nó không bị nặng đè che lên như thế này. Thế còn việc sau đó các bạn xoay lộn, các bạn sắp xếp như thế nào để ra được cái hình này có lẽ không phải là điều khó đúng không? Đấy, thì ở đây thì chỉ có mấy phần nho nhỏ, tức là chúng ta chỉ cho nhau biết rằng là cái đoạn nào sẽ phải dùng mặt nạ để che đi cái gì. Đó. Rõ ràng là cái chai nằm trên đúng không? Đây, chai nằm ở trên, nếu như mà chúng ta không sử dụng mặt nạ thì nó sẽ nằm lấp lên các ngón tay như thế này. Nhưng khi tôi đặt mặt nạ vào và tôi xử lý để cho mặt nạ nó tô màu đen vào phạm vi đúng như các ngón tay này thì cái phần cái chai mà nằm tương ứng ở đấy nó sẽ bị giấu đi. Đây. Chưa mở chưa? Ví dụ như mình chọn dùng tay một quả nó Ừ. đang là tay một nhưng mà mình muốn chuyển cái là tay nó sang thành tay chuyển qua sang tay khác Vùng chọn là thế nào nhỉ? Tôi chưa hiểu ý luôn. thầy vừa dùng công cụ pen để tạo được đáp của tay Ừ. vùng chọn nha thì em muốn muốn chuyển cái vùng chọn mà thầy vừa vừa tạo xong nha Ừ. thành một cái layer thứ hai Sao lại thành layer? Vùng chọn là vùng chọn và layer là layer, hai khái niệm hoàn toàn hai khác nhau không không nhé. không Hoàn toàn khác nhau đây này. Em nhìn thế này. Tạm thời bây giờ tôi bỏ cái này đi nhá. Delete này. không Được chưa? Nhìn kỹ lại nhá. Đường path nó nằm ở đâu? Đường path nó ở đây, đúng chưa? Path là một thứ lơ lửng, chả có liên quan gì đến layer cả. thì em làm Từ được từ 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 tôi nói đây này. Nghe đây này. Đường path này có rồi đúng không? Và nó không liên quan gì đến layer nếu nó vẫn là path. Bây giờ tôi Control Enter, tôi biến nó thành vùng chọn. Thì vùng chọn này tôi bấm vào layer nào thì nó sẽ hoạt động trên layer đấy. Nó đường path nếu mà không đụng đến thì nó chỉ là path thôi đúng không? Biến thành vùng chọn rồi nó cũng chưa tác động gì hết, nó cũng vẫn là một thứ trôi nổi lên bên trên tất cả các layer. Chỉ có điều là tôi áp dụng cái vùng chọn này cho layer nào thì tôi chỉ có làm thao tác gì đây, chọn layer mà tôi muốn thì nó sẽ hoạt động trên layer đấy. Thế bây giờ cái vùng chọn của tôi đang là cái tay, nếu như tôi bấm vào đây thì nó sẽ giấu hết cái chai đi và nó chỉ để lại gì đây, cái phần liên quan đến cái tay đúng không? Do đó là sai. Vậy thì tôi phải đảo ngược cái vùng chọn này lại. Select Invert, đảo ngược lại có nghĩa là lấy tất cả bên ngoài và gì đây, chừa cái phần này. Thế thì những cái phần nào mà không nằm trong vùng chọn sẽ bị tô đen và giấu đi. Bây giờ tôi mới tạo vùng chọn, do đó nó sẽ xấu giấu cái phần cái chai nó đi. Đấy, thì thành ra là cái chai lại tự dưng có cảm giác là chui xuống dưới. Đúng không? thế nhưng mà ý em muốn là ví dụ cái layer không với Ừ. cả layer một Ừ. là cái chai và cái người ạ Ừ. nó hô vào nó là một cái là một layer đi nhưng Ừ. mà em muốn chuyển cái chai thành một layer nữa gọi là bây giờ lại mình lại lại nhà tách nó ra Tách nó ra á. có là mình chọn một một cái vùng chọn đúng không để mình chuyển nó sang thành layer thứ hai ví dụ như nào em ý em là ví dụ như là mình muốn dán cái tay đi thì là mình không mình có thể chuyển được cái được sang ví dụ mình chọn một cái vùng chọn là layer một À xong đây, mình rồi, chuyển cái tức là vùng chọn em có hai phương án đúng không? Có hai phương án, thực ra cái logic nó là thế này. Một là em giấu cái chai. Đúng không? Tôi đang làm cái phương án là giấu cái vâng. chai. Đúng không? Ok, đây, thế thì chúng ta sẽ lại giải quyết thế này. Trong trường hợp đấy là cắt ghép. Đây, bây giờ chúng ta tôi hiểu ý Hợi rồi. Đây. Nếu vậy có nghĩa là Hợi sẽ làm theo Hợi muốn làm theo phương án này đúng không? Hợi muốn làm theo phương án này. Đây, Hợi sẽ cắt cái tay này. Đúng không nào? Ý của Hợi sẽ là này, công đồn G này. Đúng không? Công đồn G. Đúng không? Sau đó thì Hợi mới đưa cái này lên trên này. Và Hợi bật cái chai này lên. Có đúng là thế này không? Đây. Tức là túm lại là chúng ta sẽ chỉ có cái tay này thôi. Đúng không? Hợi cắt cái tay của cái hình gốc. Hợi đưa lên phía trên này. Và sau đó thì nó nằm lên trên cái chai này, do đó thì nó sẽ trông giống như là gì, trông giống như là nó nằm lên trên. Như vậy là chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái gì đây nhỉ, tạo thêm một cái vùng chọn của cái bàn tay này và chúng ta đưa nó lên thành một lớp mới. Đấy, có hai phương pháp, một là giấu một phần của cái chai tương ứng với lại cái tay đi, và hai là copy một cái tay nữa đặt chồng lên phía trên nữa. Hai phương án. Đã
Có đúng ý hỏi là thế này không? Và thì em bắt đầu cũng chỉ là muốn tìm cái cách để nhân lấy được thôi chứ không. Nhân layer là nhân layer nào cả cái thằng bé này lên á? Không, em hiểu rồi, thành Đây nếu không thì đây em nhân bản hẳn cả thằng bé này lên cũng được. Đây tôi bỏ cái này nhá. Được chưa? Bây giờ tôi cũng bỏ nốt cả cái mặt nạ của cái chai này đi. Nó vẫn là một cái chai thôi, được chưa? Bây giờ tôi nhân bản cả cái layer này lên, không còn gì. Vậy là tôi sẽ có một layer là thằng bé này. Bây giờ tiếp tục nữa tôi sẽ kéo cái thằng này lên trên, đúng không nào? Và bây giờ tôi sẽ phải giấu cái gì đi? Giấu cái chai này đi đúng không? Để cho nó lộ cái chai kia ra. Thế thì bây giờ đây, tôi tạo cái vùng chọn ở đây được chưa? Tôi tạo cái vùng chọn ở đây. Và bây giờ tôi lại tiếp tục là gì đây? Control An nhé. Control An là để chừa cái tay này đi, được chưa? Thế đến đây tôi xử lý nó là gì đây nhỉ? Nếu như bây giờ tôi tạo mặt nạ thì cái gì sẽ còn tồn tại? Sẽ chỉ còn cái chai, cái phần ở trong này tồn tại thôi đúng không? Cũng vẫn làm ngược lại, select, invert, đảo ngược. Bây giờ tôi mới tạo cái mặt nạ ở đây thì cái chai lại hiện lên. Cách nào cũng được, có ba cách đấy. Đấy như em vừa nói, có nghĩa là bây giờ tôi nhân bản cả cái thằng này lên trên cũng được, nhân bản thằng này lên trên cái chai cũng được, cái chai thực ra là nằm dưới đây, tôi không cần thằng này nữa cũng vẫn lên, được chưa? Có hai cách sắp xếp, một là thằng người lên trên thì em phải giấu cái chai đi, thế còn nếu cái chai lên trên thì em phải giấu cái chai Coca đúng ở cái vị trí của cái bàn tay, hoặc phương pháp thứ ba như vừa rồi là chúng ta cắt một mẩu bàn tay thôi và chúng ta đặt lên thành một lớp cao hơn nữa. Phương pháp nào cũng được, miễn là cuối cùng ra được kết quả mà chúng ta nhìn giống mẫu. Tất nhiên là đây chúng ta mới chỉ tập trung chúng ta giải quyết cái tay thôi đúng không? Vẫn còn một xíu nữa chúng ta cần phải giải quyết ở cái miệng để cho cái chai này nó chui vào đúng, đang được tu trong miệng chứ không phải là nằm ngoài như thế này. Còn đấy, phương pháp thì có ba phương pháp đấy, tùy em muốn xài phương pháp nào thì em xài.